Mấy chú lại sửa nhà cho mình kìa. Cái nhà nhỏ này cũng ở được rồi. Hả? Ý là em mừng á. Em mừng là gì? Em xây được cái nhà cọc này nọ nữa. Đấy mấy đứa nhỏ nửa đêm nữa không vậy đó. Rồi nhiều khi ông ngoại, ông nội ngủ á cũng không có kêu được, cái dẫn mấy bé đi xuống sông. Gì hả? Dẫn đi xuống sông hả? Ôi trời ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Hợp đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp khảo sát để làm cái nhà vệ sinh cho gia đình của bé Bảo Ấn, một cô bé mà được nhặt từ trong cái bụi tre. Con nghĩ ước là cho ba mẹ được nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn. Em thấy cái ba em chạy về, tại vì có mình ba em chạy xe đâu có ẩm được à. Rồi ba mới chạy về kêu em. À. Rồi em mới chạy với ba em đi. Rồi ba em kêu vô ẩm đi, giờ đi thấy nó tội quá à. Tôi mới đi sừng tới đó rồi. Tôi tính vô bụi tre này có anh tay lưới tôi cầm hoài. Tới đó nó khóc mà. Trời ơi giờ này tới chỗ này nhát rồi. Mà coi mày mà coi mày mày làm tiếng nữa. Nó khóc nữa, một hồi nó khóc nữa. Tới lần thứ ba khóc nữa tôi mới dẹt tôi vô tôi coi tôi thấy một vịt gì đó. Tôi dòm tôi thấy cái mặt nó chúa chứ. Trời ơi, đổ lộp nó chết á. Tôi chạy gì vậy? Tôi chạy vừa rồi xanh mặt xanh mày chạy gì vậy? Tôi kêu nhỏ gái lại ẩm. Ừ. Có một tay cầm gì người ta chạy xe tôi té chết văng lưới gắn. Mà tôi thấy lụm nước nít này tôi đốt bỏ nửa bao rồi. Tôi để kỷ niệm một tay lưới đó lụm đứa rồi nó hên rồi, cái lọc nó hên rồi. Văng chi nữa. Mang cái tội. Sau khi nuôi dưỡng lớn lên ở tại Việt Nam thì hiện nay gia đình cũng khá là vui khi mà nhặt bé về nuôi đến thời điểm này. Anh Hợp ơi, nãy giờ thì mấy anh em mình vô đây á thì anh đã khảo sát hết cái phần nhà vệ sinh chưa? Rồi xong anh. Thì như thế nào anh có thể cho em biết được không? Thì cũng được làm. Bị tính làm, nếu mà làm cái hoạch đó thì 1m8, 2m. Hiện nay nhà vệ sinh cái diện tích cũ là nhiêu? 1m4, 1m7. Mình ăn lên là 2m8. Thì cũng đào móng xuống lỗ dĩ. Xây lên 1.5m cốt nền á. Rồi xây đụng đến kia là 2.4m. Mình cũng gắn cua nhôm luôn. Rồi ở trên mái trên lợp để cái phi nước đi chảnh luôn. Có nghĩa là mình làm cái nhà vệ sinh nông rộng ra. Và làm một cái phi nước làm cái đòn tay lại để đem cái phi nước lên trên nước cho nó chạy thẳng xuống cho nó mạnh hơn đúng không? Rồi bây giờ thì vô trong tí xíu đi ha, để bàn với gia đình. Anh em đi đến đây để mà khảo sát ngôi nhà cũng có thông qua chị nè. Chị Tuyền ngày hôm nay bán vé số cũng mới về. Ngày nay có đầy đủ 4 thành viên ở trong gia đình hết cô bác anh chị. Chào chị ha. Để cho em gặp anh Hợp tí xíu, gặp gia đình mình sao ha. Dạ. Cái nhà vệ sinh này á thì mình sẽ xây gạch hết luôn ha anh Hợp ha. Xây cái nền lên từ âm đất lên tới hoàn thiện tới cốt này á là khoảng 1.5m. Từ ở phần âm đất lên tới mặt bằng ở trên là 1.5m. Là cũng 3 ngăn chứa lọc lắng. Rồi tường dán xây lên đủ cốt 2.4m ở trên, từ mặt đan này đổ lên đây là 2.4m, dán gạch lên 1.5m. Dạ. Có nghĩa là ở dưới dán gạch rồi mình nhìn dán gạch lên trên luôn, lót gạch bình thường còn dán lên 1.5m. Dạ. Chiều cao nó 1.5m. Dạ. Rồi cái máy này lập mới lại luôn, lập mới khúc này để cho nó cứng, mình để cái phần ton này là mình coi như mình tháo ra bỏ hết. Bỏ khúc này đặng làm lại mới lại, mình để cái phi cho nó chắc. Dạ. Còn cái phi này sao anh? Phi này bỏ ngoài đi thôi, chỉ ảnh xài cho phụ thôi, như là mình chứa cái lưu phụ thôi, còn trên kia nước trực tiếp. Là vậy là mình phải mua thêm cái thùng phi mới. Tại cái này nó cũng bị nó có đi nước rồi, nó bị rò rỉ nước để nó đi chảy xuống hơi tôi. Dạ. Thì ở đây là cái bồn cầu là mình sử dụng cái loại bồn cầu dội nước hay cầu bô dội nước khoảng 400.000 đấy. Còn cửa này thì khổ gắn cua nhôm nha. Có nghĩa là nguyên cái phần vách này là mình tháo ra hết. Bỏ hết. Nhưng mà mình làm theo cái quy cách của trên nền của nhà vệ sinh cũ hay là như thế nào? Thì cái này hồi đập ra hết. Cũng trên này mà nó giật ăn gian qua đây cho nó lớn chút xíu. Tại cái này cái thước nó nhỏ, nó mới có 1m4, 1m7 à. Mình làm tới 1m8, 2m. Mình đập bỏ, mình đào đất xuống. Rồi mình mới xây lại. Nhưng mà em thấy cái nhà này thì hơi bị lố quá, anh kia thì sao? Trả lời. Anh Bè xích lên đây đi, anh đứng lên đây. Nhà mình là đất bên kia là của mình luôn hay sao anh? Của bên người ta qua bên người ta 3-4 tắc. Của mình chỉ mới tới cái miếng vách đó thôi. Có nghĩa là mình sẽ thu lại. Thu lại đợi nông ra ngoài này. Dịch qua đây.
cái công trình này mình làm khoảng bao lâu anh Hợp? Chắc cỡ 5 bữa không? Khoảng 5 ngày ha. Ừ. Thì theo dự toán thì, sơ bộ ban đầu thì khoảng bao nhiêu? Hết luôn khoảng 18 triệu. 18 là triệu. Anh mua luôn cái bồn, mua cái phi đó luôn, mua cái phi đó luôn để làm cái xây, làm cái đoàn tay trên để gác cái phi đó lên. Rồi đi đi nước cho nó thẳng xuống. Lúc thì rồi xây cái ba cái ngăn lắng lọc chứa rồi đủ hết. Hầm chứa rồi lên trên xây quần thể gắn cua nhôm. Vậy thì nếu như được thì mình cũng sẽ khởi công luôn làm cái phần này cho gia đình của anh. Tại vì theo anh Ve chia sẻ là gia đình mình là cũng đi đi vệ sinh là đi ké hả? Đi nhờ là không biết thì nửa đêm nửa hôm thì sao mình đi nhờ được? Có trong nhà nội nó cũng gần. Rồi vậy thì cảm ơn anh Hợp rất là nhiều ha, để em gặp gỡ gia đình tí xíu. Và thông tin với cô bác với anh chị là ngày hôm nay là lên làm cái phần này là được cô Julie Hoàng ở Mỹ hỗ trợ cái phần nhà vệ sinh. Thì trước mắt thì Bùi Hồ nhận được của cô là 600 đô để hỗ trợ nhà vệ sinh cho gia đình của anh Ve chị Tiền cũng như là bé hai bé. Rồi ngồi xuống đi, gia đình mình ngày nay đông đủ ha. Rồi, em với lại anh Trao Niềm Vui chào gia đình của mình ha. Ngày hôm nay là sao mà mấy chú đến nhà mình đông quá vậy à? Bận? Dạ, tại vì mẹ con đi làm về sớm. Mẹ con đi làm về sớm, sao thấy mấy chú đông quá trời à? Coi nhà mình không biết làm gì á. Con biết. Không biết hả? Mấy chú lại sửa nhà cho mình kìa. Cái nhà nhỏ này cũng ở được rồi. Ngày hôm nay thì đến đây cũng làm nhà vệ sinh thì mừng. Bây giờ sửa nhà vệ sinh cho chỗ mình đi vệ sinh không đi ké nhà nội nữa vui không? Được không? Nói cho con nói chuyện. Dạ được. Mừng không? Mừng. Dễ thương ha. Chị ngày nay là mình bán bao nhiêu tờ vé số? 200. Hiện nay mình còn bao nhiêu tờ? Một mấy tờ. Hai mấy tờ. Thường thì mình bán ở cách đây xa không? Bán trong khu 2 là cách đây khoảng bao nhiêu cây hả ta? Cách đây hai mấy cây. Hai mấy cây hả chị hả? Mà đi thôi nghe, về nó là tính ra năm mấy, 60. Thì trừ cái việc ăn uống rồi săn đò nữa thì mình còn lời khoảng nhiêu chị? Sáng em ăn cơm ở nhà, ăn cơm nguội rồi xong em mới đi. Ăn cơm nguội? Trời ơi. Vậy là hai lời 200. Rồi từ trừ xăng với lại đò thì sao? Đò em đi qua lợi 6.000, rồi xăng em đổ 30.000. Mình là 36.000. Rồi cơm trưa? Có khi em giờ đi ăn còn khó ăn cơm, chứ mấy chị ở trong đó, mấy chị chưa ăn ở nhà chị. Ăn ké người ta? Ăn ké tôi cũng phải ké tiền mua đồ ăn chứ. Thì hồi đó em đi bán số em chở nhỏ này đi theo nè. Rồi cái nó giật nó té. Rồi em không dám chở nữa. Rồi cho nên người ta biết. Người ta biết, người ta thương đúng không? Thì hiện nay trừ cái chi phí thì mình ngày còn lại được 150 không? Chắc cả đó. Đó, nhưng mà bây giờ nắng quá thì cực dữ không chị? Nắng thì cũng cực nhưng mà nó không có mưa à. Nếu mưa thì em cực hơn nữa. Mưa khó bán hơn cái nào trời nắng. Vì sao ngày xưa chị phải chở bé này đi? Tại vì chồng em đi dắt lúa. Rồi em gửi con bé này, còn bé này thì giật rồi mẹ bà già rồi đó, mẹ chồng á. Rồi bà không có ôm được. Rồi chở đi theo. Chở đi theo rồi nó giật hoài à. Rồi nó giật tới đâu thì em mượn cái nhà người ta ẩm nó vô cho nó bớt rồi em chở đi tiếp. Trời. Rồi vô tình rồi nó giật nó không cho mình hay. Rồi nó bật ra sao. Rồi té người ta đỡ lên rồi không dám. Một ngày vậy là thường là giật mấy lần? Ngày giật cứ khoảng có khi 10 lần, có khi 7-8 lần, có khi 5-6 lần. Ôi trời. Rồi vàng rồi cho nên rồi, bây giờ cái nó bớt giật rồi em đi chích thuốc á, chích thuốc hàng tháng cho nó. Rồi cho nên nó không có giật. Đúng một tháng em ra đi chích một lần, đúng một tháng em đi chích một lần. Một lần chích vậy là bao nhiêu tiền? Một lần mà lúc chích đó là 1-2 triệu, bây giờ ta thấy khổ, người ta bớt rồi 600 còn 1 triệu tư. Bây giờ còn là 800. Tháng. Cái công việc leo dừa của anh Ve thì ngày nào cũng leo hay là có mới leo? Có người kêu em mới đi. Một cây như vậy là anh leo được bao nhiêu tiền? Thường thấp thì 30-40, cao thì 50-60. Cao thì 50-60 ngàn. Mà một ngày thì leo hết sức của mình, mà nếu như mà đủ dừa hết sức của mình leo khoảng nhiêu cây là mình đuối? 5 cây, 6 cây là mệt, giờ dời là nằm dữ lắm
Giữa là quá nắng rồi đó. Dạ. Sao mình không đi bán vé số cho với chị? Nếu em đi cùng thì bé lớn này không ai coi, không trông. À, có nghĩa là anh chị đi bán thì anh ở nhà phải chăm các bé đúng không? Lo cơm rồi đưa rước đi học nữa. Dạ, có ai kêu chèo dừa thì một cây hai cây gì đó mình làm một cái tiếng đồng hồ cái mình dời mình coi nó tiếp. Ừ. Chứ không có mặn nguyên ngày được. Chị là bán đến 5 giờ mới về hả? Dạ. Sáng mấy giờ chị phải đi rồi? 6 giờ anh đi về. Ừ, 6 giờ đi. 5 giờ chiều mới về là kiếm 150.000 thôi. Dạ. Ừ. Thì, có nhiều người ta bán không hết đó. Còn như mà vài chục tờ, cái người ta kêu em bán. Người ta kêu em bán tiếp nữa rồi em ở lại bán nữa. Bán tiếp đó là mình có lời không? Có. Đúng lời giống vậy á. Vậy hả? Dạ. Có nghĩa là mình chạy giùm người ta đúng không? Bán tiếp người ta bán không được, người ta kêu mình chạy bán tiếp người ta, rồi giống như người ta đưa 30 thì em lợi thêm 30 đó nữa. Ừ. Coi như là nếu như mà tính bình quân thì mỗi ngày hai vợ chồng cùng làm luôn thì khoảng 200 mấy thôi. 200 ngàn tiền tháng khoảng 6 triệu thì chi phí mà một tháng thì chích tiền thuốc của TV thì khoảng hết 1.4 triệu. Rồi tiền sữa, tiền đi học nữa thì không đủ hả? Ngoài cái việc mà thiếu tiền nền ra thì còn cuộc sống của mình có phải chạy chật vật hỏi mượn tiền để mà xoay sở cho các bé không? Dạ có. Sao chị chia sẻ cho em với? Hồi đó con em bệnh nè, rồi em không có tiền, cái em đi mượn, em đi hỏi tiền á. Ừ. Rồi bây giờ người ta biết con em bệnh gì đó, cái người ta đứng lại cho em. Người ta không lấy tiền tháng nữa, nhưng mà có nhiêu trả nhiêu, có nhiêu trả nhiêu. Ừ. Nhưng mà nói tiếng trả vậy thôi, cũng mấy người cũng thấy gì đó, cũng làm phước cô với chú á. Rồi nói thôi đi, con mày bệnh gì đó. Rồi giả sử con mốt được 500 triệu hay là 200, 300 gì đó, thì gọi trả từ từ. Là hỏi hết nhiêu? Nhiều ba mấy, bốn mấy gì không biết. Ôi trời ơi. Con em bệnh đó, em nằm ở bệnh viện phòng một mạch đó, là 3 tháng mấy. Ừ. Một ngày chích một lọ thuốc là 1.5 triệu, nhớ hay không? Bé này hả? Dạ. Cách đây mấy năm mà chị? Lúc nó bệnh là 5 tuổi, giờ nó 12 tuổi, 7 năm. À, cứ 5-6 năm là lại lặp lại. Có nghĩa là sau khi mà bé TV 6 năm thì bệnh hết, thì chị nuôi bé ấn nữa. Dạ. Thì lúc đó thì mình có nợ chồng nợ thêm không? Rồi lúc nào nuôi nó bệnh nữa. Ừ. Rồi lúc nào hai chồng thì một đứa mằng, một đứa ở nhà, đứa mằng, đứa ở nhà. Ừ. Rồi chứ đâu có bỏ được con nhỏ này thì nó giật. Tối ngày sáng đêm vậy, rồi nhỏ này nữa. Ừ. Rồi cho nên là hai chồng em đi mằng thì chồng em ở nhà. Còn có ai á, kêu chồng em đi mằng á, thì em đi bán vé số, em chạy giờ một chút. Rồi coi hai đứa này, rồi em đi lại đi bán vé số nữa, chồng em ở nhà coi. Chứ em làm công ty không được. Tại sao? Em vô làm công ty con em giật gì nè, em đâu có chạy tới chạy lui được. Ừ. Rồi công ty không có nhận, hồi lúc cũng có vô công ty làm rồi. Ừ. Rồi chạy tới chạy lui xin người ta, thì người ta nói thôi. Màng công ty thì màng từ sáng tới chiều nghỉ cũng không được, mà lúc nó bệnh xin nghỉ cũng khó khăn nữa. Ừ. Rồi em thấy gì thôi, em đi bán cái số. Ừ. Rồi em muốn đi về, lúc nó bệnh thì em đi về chắc nào cũng được. Ừ. Lúc bán cái số thì mình về đây, hai vợ chồng mình từ ở Tân Hồng chuyển về đây lập nghiệp á. Dạ. Thì lúc đó mình có vốn để về không? Dạ, em ở nương ná trong nhà chồng em. Ừ. Rồi sau này ở rồi xong rồi nhỏ này nó bệnh rồi nó la sao tối ngày sáng đêm luôn. Ổng già cả, nó không ngủ ngon không được. Rồi mấy cô mấy chú mới sát bên nè. Kêu thôi đi cắt cái nhà nhỏ nhỏ đi, hai chồng ở đi. Rồi người phụ chó này chó kia. Rồi người thì xin nhà cho em, cái nhà tình thương ấy. Ừ. Người ta xin cho em. Thấy vợ mình chạy chật vật từ sáng đến tờ mờ sáng cho đến chiều tối thì mình cảm thấy xót lòng dữ không anh vậy? Tất nhiên là em phải thương người xót rồi. Em cũng muốn nằm đêm suy nghĩ mình phải tìm cái công việc gì để phụ tiếp vợ. Mà nó trở ngại là có bé lớn này nó cứ bệnh hoài, nó không thuyên giảm. Chứ không phải mình không muốn. Anh đi bán và chị ở nhà thì không được đúng không? Tại vì có anh cũng phải ở nhà, còn kiếm thêm, nếu như chị ở nhà chị đâu biết làm gì đâu.
chăm các bé thì đâu có phát sinh thêm cái đồng tiền. Nhiều khi á, anh về đi bán cái số không bằng chị. Đúng tại rồi. Vì người nữ. Phụ nữ đi bán tình thương người ta dễ thương hơn. Hồi trước là khi mà chị chở bé đi bán cái số mà bé bị giật như vậy á, thì chị có bị người ta nói không? Có. Người ta nói sao không bỏ con ở nhà chở đi theo vậy đó. Nhưng mà mẹ em bệnh nữa, bà già chồng em bệnh đó, rồi cho nên gửi không được. Còn sau này bả mới bớt rồi đi chích thuốc gì đó, nó bớt giật rồi mới gửi được. Chứ là lúc anh đi bán số là em chở nó theo, không bỏ nhà được. Tại vì bả già rồi, bả cũng ôm nó không nổi nữa. Bảo Ấn ơi, nghe mẹ nói thì con thấy sao? Con thấy buồn. Sao buồn? Con thấy tội cho chị con. Tội cho chị con có tội cho mẹ con không? Có tội sao kể cho chú nghe với. Mẹ đi từ sáng tới chiều. Mẹ mệt. Mẹ kêu con đi mua trà đường uống. Rồi mỗi khi mà mẹ về mẹ mệt, mẹ phải nằm mẹ ăn cơm không nổi luôn thì con làm gì? Con đút cơm cho mẹ ăn. Có không? Dạ có. Có đấm lưng cho mẹ không? Dạ có. Sao sao chú Hồ không nghe mẹ nói? Mấy bữa trước con đấm lưng cho mẹ. Cái gì? Mấy bữa trước con đấm lưng cho mẹ con. À, vì sao con phải đấm lưng cho mẹ của mình? Mẹ đi bán vé số ngồi. Mẹ mệt. Mẹ mệt. Chứ lại con hãy bắt lưng cho mẹ. Ngày hôm nay á thì chú dẫn mấy chú thợ lại đây nè, coi nhà mình, cất nhà mới mà tại sao bé Bảo Ấn không chịu vậy? Con chỉ muốn ở căn nhà nhỏ. Vì sao con không muốn ở căn nhà bự? Bự ba con làm khổ. Sao bự ba con làm khổ? Bự không có nhà. Ba con chỉ thích ở trong cái căn nhà nhỏ. Ai mà không thích ở nhà bự mà tại sao có mình con lại thích ở căn nhà nhỏ? Nhà nhỏ con mới thích ảnh của con. À con. Với lại của gia đình con. À thì các nhà bự cũng đem mấy bức ảnh để thinh lợi cho cổ. Hay là con sợ các nhà lớn rồi mình thiếu nợ nhiều nữa rồi ba mình đi làm bỏ mình nhiều hơn. Chắc tại là bé suy nghĩ rằng là ở ngôi nhà lớn anh với chị sẽ tốn nhiều tiền hơn đúng không? Đúng không? Sợ ba mẹ tốn nhiều tiền hơn đúng không? Bây giờ người ta cho tiền ba mẹ cất kìa, người chịu không? Con muốn ba mẹ làm công việc giữ tiền. Giữ tiền? Muốn ba mẹ giữ tiền để làm gì? Để mua đồ mới cho ba mẹ. Mua đồ mới cho ba mẹ? Sao không mua đồ mới cho con? Có ở đâu con có đồ mới? Dạ, ở trong buồng. Nhưng mà ở đâu là ai mua đồ mới cho con? Anh mẹ. Mẹ hả? Là con được mấy bộ rồi? Dạ, con được mấy bộ mẹ mua cho con. Chỉ muốn mua đồ mới cho ba với mẹ thôi, không muốn mua đồ mới cho con. Giờ nghe nói thì đứt ruột chị ha. Có thấy người ta lại đòi tiền nữa hả? Con thấy người ta lại đòi tiền mẹ con hả? Thấy sao kể cho chú Hồ nghe với. Dạ mẹ, lần nào mẹ con cũng hay trả tiền cho người ta. Trả tiền cho người ta? Trả tiền gì? Tiền giấy số. À, là thấy trả tiền cho người ta là cái con tội nghiệp mẹ thương mẹ hả? Sốt ha. Hiện nay là vẫn phải còn tiêm thuốc cho bé Vi ngày nào tháng nào cũng vậy. À, mình tiêm là mình tiêm ở đâu? Ở bên An Giang. Tiêm là hai vợ chồng cũng phải nghỉ một ngày. Không, em đi bán chồng em chở theo hai đứa này đi luôn. Ôi trời ơi. Mình em chở hai đứa đi đâu nó cũng đòi theo. Thấy anh ve hiền quá vậy. Hả? Anh thấy anh ít nói mà thấy hiền quá vậy. Vì chở nó vào
ảnh trước 7 giờ mới có bác sĩ ở nhà. Ngày hôm nay thì nghe được cái cô Julie Hoàng ở Mỹ hỗ trợ mình để sửa lại cái nhà vệ sinh cho các bé có nơi tiểu tiện nó thuận tiện hơn, thì gia đình của mình có mừng dữ không chị? Em vui, em mừng. Dạ, em cảm ơn cô. Cái cảm xúc của anh bây giờ sao anh về? Em mừng, em không biết nói gì hết. Em bây giờ em đang rất là mừng, rất là vui luôn. Tại mấy năm rồi có cái nơi mà vệ sinh rất khó khăn, rất là mừng vui. Thật ra là chị Tuyền nói á, ngôi nhà này là ngôi nhà tình thương, ta cất cho nhà của chị hết á. Lúc đó là mình có phải tốn thêm tiền không chị Tuyền? Có. Người ta chỉ cắt cây thôi mà, ta cho cây thôi mà. Ta cho cây thôi? Dạ, cho cây không mà. Còn mấy cái tiền mà con nó trong cái nhà thì ở riêng cái xóm. Cái xóm người mừng đưa cho em gần 100, 200. Mua dây điện được đâu rồi đó. Đồng hồ này em cũng xài ké ở bên nhà người ta. Ủa sao mình không vô đồng hồ riêng? Tại vì lúc trước em ở trên kia. Dạ, bây giờ mới về đây. Em đang thay hộ khẩu rồi. Rồi cái phần cuốn nền thì sao? Cuốn nền này đó thì người ta cũng, em cũng đi mượn tiền rồi, đâu có tiền đâu mà để em lót gạch, em thấy bằng xi măng á. Người ta cho em hùng vô cho em được mua cái tôn mới ở trên nóc nhà. Cái phần tôn mới này là người ta hùng tiền vô người ta mua. Còn cái phần tôn mà chắp phá tạm bợ bên kia là người xin đúng không? Dạ em đi xin rồi, với phần một cái đi xin rồi một cái mua trang chủ phế liệu. Mua phế liệu hả? Dạ, có một cái mua phế liệu nữa. Okay. Tại xin thì cũng đâu có đủ. Khi mà cuộc sống vất vả thiếu trước không sao, chị phải mưu sinh như thế này, có khi nào chị tự nằm đêm chị chạy nước mắt không chị Tuyền? Khóc vì điều gì? Có bé dễ thương quá mà khóc. Khóc là mình sao mà mình khổ vậy á. Rồi có cái án thì vui đó, nhưng mà nhìn lại nhỏ này lòng như chắc mình cái trước mình không có được phúc hậu rồi kiếp này, cho nên mình mới trả nợ vậy đó. Mình cam chịu. Nhưng mà dù sao thì cũng phải vượt qua. Dạ đúng rồi, em giờ biết làm sao vậy. Hôm nay thì cũng được coi như là có duyên với lại bé Ấn thì mình cũng so dịu cái nỗi buồn của mình đúng không? Cũng mong rằng là khi mà có bé Ấn thì gia đình mình sẽ nhận được nhiều cái lộc, nhiều sự may mắn hơn. Vì cái tấm lòng từ bi, cái tấm lòng tốt của chị dành cho bé và nói chung là tình thương cho bé nó riêng và nói tình người, sự bao dung của chị nói chung nữa. Ngày hôm qua thậm chí là nghe chị nói là chị cô kia, ủa sao chị khóc rồi? Hả? Ý là em mừng á. Em mừng là gì? Em xây được cái nhà cọc này nọ rồi đó. Để mấy đứa nhỏ nửa đêm nữa không vậy đó. Rồi nhiều khi ông ngoại, ông nội ngủ á, cũng không có kêu được, cái dẫn mấy bé đi xuống sông. Vậy hả? Dẫn đi xuống sông hả? Ôi trời. Chứ nhiều khi đi hoài cũng thấy cũng phiền á. Tại vì cái nhà cọc ở trong nhà mà chồng ở trong nhà. Ở trong nhà vô, phải là mở cửa đi vô. Đúng rồi. Thứ nhất á, là chị là dâu thì cũng rất là khó. Thứ hai là ba mẹ chồng thì cũng lớn tuổi rồi, việc làm phiền giấc ngủ thì cũng thương ông bà cụ. Nên thành nữ là có được cái nhà vệ sinh là coi như là gần như là trúng số luôn rồi. Thông tin với cô bác của anh chị ha. Chị với lại bé Ấn với anh đi với em lại đây tí xíu tại bé Vi thì chân đi khó lắm. Cái nhà này nè, cô bác của chị, cái phần cuốn nền này nè, anh nắm thấy không? Chị cái trán là người ta chỉ hùng lại là trán hay sao chị? Em không hiểu. Phần trán này nè. Hồi đó nó không có được như vậy. Nó chỉ có cái nền với cát đổ vô thôi. Còn xi măng em đi mượn tiền á. Em tô gì nè cho nó dễ đi. Mượn tiền tô hết nhiêu nữa? Cái này tô này em trả nó xong rồi. Dễ thương ha. Và thậm chí là khi mà nghe anh Ve nói cái nhà của mình kìa, ở đằng kia là vì sao mình dừng mấy cái tấm bi tiết đó lại chị? Tại vì ở bên trong á, nước mưa á, nó vô cái nó văng. Nó văng vô cái nhà. Dạ. Cái tấm này là tấm bi tiết hả anh? Dạ. Tấm bi tiết. Nước mưa nó văng vô nhà nó bị thấp á. Dạ, nó bị thấp, cái nước nó chảy vô
bên kia chút qua. À, ở đây là mình được dán gạch này là được. Gạch này của chú bên hông cho. Chú bên hông cho hả? Trời ơi, sao lạ, sao lạ. À, có nghĩa là người ta nhà mình là coi như là ta cho hết luôn. Không có gì của em hết. Người ta có mình ngủ không, nếu mình làm gì nè. Ờ. Người ta nói thôi đi, để người ta mua cho mấy thùng gạch gì nè. Ờ. Người ta cho em coi ngủ rồi nhớ. Phải ngủ gì nó cái nhỏ, chị măng rồi đó. Có một cái chi tiết mình rất là mến chị và cảm thấy thương chị là mình hỏi là làm cái phần gạch ở chỗ này nè, là xây tráng nền là bao nhiêu tiền, chị nói chị trả xong rồi. Có nghĩa là qua đây đi chị. À, cái thùng bên đó là thùng, thậm chí là cái thùng nước đó là người ta cũng cho luôn. Dạ. Dựng ốc ở sớm cho. À, xích ngồi xuống đi, gia đình mình ngồi xuống đi. À, thì chắc có lẽ là cô bác anh chị hiểu rằng á, là khi mà mình sống ở cùng cái cùng hàng xóm á thì tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng mà để tối lửa tắt đèn có nhau thì mình phải sống thật là tình nghĩa và được mọi người thương, rồi lo làm lụng làm ăn, nên thành nữ là người ta mới cho nhiều như vậy. Chứ thật ra thì mình không làm lụng làm ăn thì người ta cũng không cho nhiều giống vậy đâu. Đúng rồi. Em nói chung cũng có phước rồi, cho nên ở xóm ai cũng được thương chứ, ai cũng thương. Rồi các cái nhà này nè, cái xóm nhà người ta hùng tiền, em không có dám xin ai chứ. À. Rồi tự ở xóm đi xin khuyên tiền cho em. À. Rồi người ta dẫn em đi từ nhà vậy đó. Dẫn chị đi luôn hả? Dạ. Ôi trời. Có cái cô ba dẫn em đi giống như em cỡ hoàn cảnh của em vậy đó, con em bệnh vậy đó, rồi thiếu ở trên nóc nhà không có con. À. Rồi cô dẫn em đi, rồi người cho em có cái cô từ thiện ở đâu là cho em được 10 triệu. Ừ. Để xây đồ tùm lum tùm la gì nè. Lúc đó mình ngại không? Về bên chồng mà mình là lần dâu nữa mình đi thì mình có thấy ngại không? Em vừa đi sinh cũng thấy tuổi á. À. Như là bao nhiêu người ta không giống như mình, người ta được cơm nói ấm, còn mình thì thiếu thốn tùm lum tùm la, nhưng mà biết như sao bây giờ. À. Ôi trời ơi, nghe kể mà tự nhiên cái mình thấy mình cũng mũi lòng ha. Thật ra là cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người cô bác anh chị. Ờ sao ngáp buồn ngủ hả? Sao buồn ngủ? Tôi muốn nói lời nào với lại cô Julie, bà Julie Hoàng không? Cái bà mày cho con cái toilet kìa, đừng mai mốt khỏi đi qua nhà. Dạ con cảm ơn bà. Ừ, rồi sao? Con chúc bà năm mới vui vẻ. Ờ, rồi sao nữa? Hạnh phúc. Rồi sao nữa? Với gia đình. Ờ, chứ không phải là hôm qua là sống tốt với gia đình hả? Ờ, còn mấy tờ giấy số để cho em mua luôn cho. Đâu rồi? Mua cho hết, bữa nay khỏi đi bán buổi chiều nữa. Còn nhiêu tờ chị? Em không biết. Chị đếm giùm em đi. Chiều nay trúng số nữa là khỏe rồi. Ừ. Chiều nay chú Hồ mà trúng số là cắt cái nhà mới cho con luôn nha. À được. Ha. Lập thiết thì kia lợi cho đâu, con lành ha. Còn 22 tờ. Đâu có chịu đâu đúng không? Đâu có chịu, đâu có chịu ở nhà mới đúng không? Chắc theo mình nghĩ quý vị khán giả là chắc do bé nghĩ là cái nhà cũ này nhiều kỷ niệm rồi, làm nhà mới. Đúng rồi. Bé cũng sợ. Thế là cái kỷ niệm mở từ mẹ mẹ làm không nổi. Dạ. Nhỏ mà cái suy nghĩ người lớn ghê á. Mua cái gì trong nhà? Cái bé hỏi mẹ có tiền không? À. Mẹ có tiền trả cho cô đó không? Trời ơi. Dạ. Nhiều khi thấy cũng chặn lòng. Ừ. Nói mẹ có. Ngày hôm nay là chú Hồ với lại chú Nắm đến đây nè, rồi gửi cho gia đình con lại hai tờ giấy số. Chiều nay trúng số. Cầm mấy tay. Cảm ơn cô chú. À, chiều nay trúng số thì gửi chú Hồ lên đãi chú Hồ ly trà đường. Được không? Con đãi chú Hồ đi cà phê sữa. Ly cà phê sữa. Anh có muốn nói lời nào không anh Ve ơi? Xích lại gần chị đi anh. Anh có muốn nói lời nào với lại cô Hoàng cũng như là Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình không anh? Dạ thì em rất là biết ơn các Mạnh Thường Quân với cô Hoàng. Dạ. Đã giúp đỡ cho gia đình em. Dạ.
Thì anh thì ở nhà, chị thì đi bán, anh thì cứ làm công việc bình thường. Và các anh thợ của em thì ngày mai, có thể ngày mai hoặc ngày mốt gì đó sẽ lên khởi công luôn được không? Dạ được. Được ha. Để làm sớm để cho mình có chỗ vệ sinh ha. À, chị ha. Chị có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân với cô Hoàng đã giúp đỡ vợ chồng em. Em chúc cho cô được may mắn. Dạ. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Dạ. Rồi, ngày hôm nay thì em với lại anh Nắm cũng đến gia đình của mình. Cũng nhờ anh Nắm mà em mới biết được cái hoàn cảnh của mình đó. Thì anh Nắm cũng là dân địa phương ở đây, nên là nữ là anh cũng sẽ biết rõ về cái hoàn cảnh của chị anh và chị. Hôm nay thì hai anh em tụi em đến đây thì cũng thông báo cho gia đình mình một tin vui, và cũng như là chuẩn bị để mình làm một cái nhà vệ sinh mới ha. Chúc mừng gia đình mình. Một lần nữa thì buổi hồi cũng cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cái căn phòng vệ sinh cho gia đình của anh với chị. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, quý Mạnh Thường Quân ha. Và thông tin với cô bác của chị, cái nhà vệ sinh ban đầu dự tính ban đầu thì khoảng là 18 triệu, là bao gồm xây hết, rồi cánh cửa nhôm, rồi là bồng cầu thì sẽ dội nước, mua một cái phi mới, rồi dán gạch lên 1,5 m. Cũng thông tin lớn như cô bác của chị vậy ha. Vậy ha chị ha. Rồi thôi, không làm phiền, để bữa cơm trưa cho gia đình của mình, anh em mình nhân ha. Dạ, cảm ơn chị.